Thưa quý vị, ngày mùng 1 Tết trong tiết trời se lạnh, không khí du xuân đã rộn ràng. Thay vì vắng vẻ như mọi năm thì ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã xuất hành đến các điểm nổi tiếng của thủ đô Hà Nội. Đối với nhiều người dân ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thì việc đầu tiên của họ trong ngày mùng 1 Tết đó là thắp một nén nhang thành kính, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu để đem lại cho đất nước mùa xuân hôm nay. Trong 12 con giáp thì con chuột đứng ở vị trí đầu tiên, đại diện cho những người tuổi Tý. Vậy tại sao một con vật có hình dáng nhỏ bé lại chuyên sống ở những nơi hang sâu bụi bặm như thế, lại có thể đứng đầu trong tất cả các con vật, đứng trên cả chúa tể của muôn loài là hổ hay loài linh thiêng là rồng? Mời quý vị và các bạn hãy đến với câu chuyện trong phóng sự sau để hiểu rõ hơn về linh vật của năm nay, năm Canh Tý. Ngày 25 tháng 1, số ca tử vong vì dịch bệnh viêm phổi lạ do nhiễm virus corona mới tại Trung Quốc đã tăng lên tới 41 người, trong khi số ca bị nhiễm virus này cũng đã tăng tới gần 1.300 người. Trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp và đứng trước nguy cơ bùng phát nghiêm trọng ở Trung Quốc, giới chức y tế của nhiều quốc gia khác, trong đó có Mỹ, Australia và Malaysia, cũng đã phát hiện thêm một số ca nhiễm virus corona. Quý vị đang theo dõi Chuyện Trong Ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Bao đời nay, Tết Nguyên đán đã trở thành niềm mong đợi, là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Tết là dịp để người với người được gần nhau hơn. Với những người con đất Việt, dù ở đâu làm gì thì Tết chính là thời khắc hướng về nguồn cội để tận hưởng cảm giác ấm áp của giây phút đoàn viên, sum họp bên mái ấm gia đình. Đây là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập ở mục Chuyện Trong Ngày tối ngày mùng 1 Tết ngày hôm nay. Thưa quý vị, với người Việt, Tết luôn là dịp lễ lớn và quan trọng nhất trong năm. Đây sẽ là khoảng thời gian để cả gia đình trở về quây quần bên nhau, cùng chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, tổng cựu nghênh tân. Bên cạnh đó, Tết còn là dịp để thăm viếng những người thân, thầy cô, bạn bè và cầu chúc nhau một năm mới an khang thịnh vượng. Và ngày hôm nay, mùng 1 Tết âm lịch Canh Tý, hãy cùng với phóng viên VTC1 cùng tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của phong tục ý nghĩa này của người Việt trong những ngày đầu năm mới. Cứ mỗi dịp xuân về, người dân Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới lại bồi hồi nhớ về quê hương, gia đình và đặc biệt là nhớ về ngày Tết cổ truyền với những tình cảm, mong ước tốt đẹp nhất. Đặc biệt đối với những người Việt nơi đất khách, đây còn là khao khát cháy bỏng thôi thúc họ từng ngày hướng về quê hương. Nhiều người nói khi công nghệ phát triển là lúc người ta xa dần nhau và gần hơn với những chiếc màn hình. Thế nhưng với người trẻ thì với suy nghĩ và phong cách sống riêng, biết cách hô biến những chiếc smartphone vốn bị nhiều người lớn không thiện cảm trở thành công cụ gắn kết các thế hệ, mang đến một mùa Tết khác biệt mà vẫn vẹn tròn giá trị. Theo truyền thống, Tết là thời gian để các thành viên trong gia đình sum họp quây quần với nhau. Mọi người cùng ôn lại những kỷ niệm của năm cũ, hướng đến năm mới với nhiều kỳ vọng, ước muốn. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, Tết cũng tạo ra nhiều áp lực, đặc biệt là với những người trẻ. Những áp lực đó là gì và người trẻ Việt mong đợi gì vào Tết Nguyên đán? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của họ. Mùa năm mới lại đến cho một cái Tết mà mỗi gia đình đều sum họp. Vì Tết sum họp đủ đầy mới là một cái Tết trọn niềm vui. Khép lại một năm bận rộn với bao lo toan bộn bề của cuộc sống, không khí đón xuân mới đang nhộn nhịp và lan tỏa khắp nơi. Xin chúc tất cả quý vị khán giả của VTC đón Tết Canh Tý 2020 hạnh phúc và bình an. Sau đây là phần điểm lại những nội dung đáng quan tâm trong ngày. Ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết, hàng ngàn người dân đã xuất hành đến các điểm nổi tiếng của thủ đô Hà Nội để du xuân hoặc đưa... Australia xác nhận ca đầu tiên nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi tại bang Victoria. Phần điểm tin của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 3 tháng 4, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin tàu cá QNG-90617TS cùng 8 ngư dân Việt Nam gặp nạn tại khu vực đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, với hành vi đâm chìm tàu ngư dân Quảng Ngãi, Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, gây thiệt hại về tài sản, đe dọa an toàn tính mạng và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam. Hiện tại, tất cả các ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm đã được đưa vào bờ an toàn và đang được cách ly chống dịch theo quy định. Ngày hôm nay, toàn quốc chỉ ghi nhận thêm một ca nhiễm mới COVID-19. Bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 20 tuổi, có địa chỉ tại phường Thảo Điền. Trước đó, từ ngày hôm qua, mùng 4 tháng 4, các lực lượng chức năng của Hà Nội đã thường xuyên đi kiểm tra, phát loa thông báo những trường hợp nào người dân được ra ngoài, còn lại phải ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Thành phố Hà Nội khẳng định có đầy đủ căn cứ để xử phạt người ra đường không có lý do cần thiết. Truyền thông Hàn Quốc mới đây đã đồng loạt đưa tin về vụ việc 3 du học sinh Việt Nam tự ý rời khỏi khu vực cách ly để đi chơi.
Theo nhà chức trách tỉnh Chonburi, khoảng 19 giờ ngày 3 tháng 4 theo giờ địa phương, ba du học sinh Việt Nam gồm hai nữ và một nam đã tự ý rời khỏi nhà để đến công viên vui chơi. Phóng viên Cao Hương tại Hàn Quốc sẽ thông tin chi tiết. Thưa quý vị, thành phố Hải Phòng thông báo cách ly y tế tập trung tất cả những người đi từ các vùng dịch về Hải Phòng. Người cách ly sẽ phải tự chi trả chi phí phục vụ cách ly. Theo chỉ đạo mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, cũng như Hải Phòng thì bắt đầu từ hôm nay mùng 5 tháng 4, người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đến Đà Nẵng sẽ đóng phí cách ly tập trung, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt và người đã hoàn thành cách ly. Còn tại Quảng Nam thì đến hết ngày mùng 4 tháng 4, địa phương này đã thực hiện cách ly tập trung đối với 459 người dân về từ thành phố Hồ Chí Minh và 39 người về từ Hà Nội từ ngày mùng 1 tháng 4. Thành phố Đà Nẵng hiện đang tiến hành cách ly 14 ngày đối với tất cả công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về. Tại đây, các công dân sẽ được ăn ở miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi và tâm lý thoải mái nhất trong thời gian cách ly. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ban quản lý dự án tổ chức hội nghị thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tạo thuận lợi hơn nữa và cải thiện các hoạt động logistics trên địa bàn thành phố. Nội dung này nằm trong khuôn khổ dự án. Thưa quý vị, tháng 3 hàng năm là thời điểm các tổ chức cá nhân thực hiện hoàn thiện hồ sơ, báo cáo để quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành thuế đã đẩy mạnh hỗ trợ quyết toán thuế trực tuyến, hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tránh lây lan không cần thiết. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa trình phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới, trong đó sẽ rút bớt đi một bậc so với 6 bậc như hiện hành. Trong năm phương án đề xuất, phương án 1. Năm 2019, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh dường như bị đóng băng. Nguồn cung mới khan hiếm khi cả năm chỉ có 4 dự án nhà ở thương mại được công nhận chủ đầu tư, 16 dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư. Và một trong những điểm nghẽn gây ách tắc thị trường bất động sản là thời gian xử lý các bước để thực hiện dự án của các sở ngành quá dài. Trong đó, việc tính toán tiền sử dụng đất là một ví dụ điển hình.